hồng phượng phủ nhận âm mưu nói hồng loan không phải con ruột của nghệ sĩ ưu tú vũ linh nghệ sĩ ưu tú vũ linh qua đời cách đây không lâu nhưng gia đình liên tiếp xảy ra nhiều mâu thuẫn đặc biệt câu chuyện con nuôi con ruột liên quan đến hồng loan cũng được khán giả quan tâm thời gian qua hồng loan cho hay cô liên tục bị nói là con nuôi trong khi cô là người con hợp pháp duy nhất của nghệ sĩ ưu tú vũ linh trên giấy tờ còn nhớ trong đám tang nghệ sĩ ưu tú vũ linh hồng phượng và hồng loan từng nói trước truyền thông về vấn đề này Tuy nhiên, cả hai cũng không làm rõ chuyện Hồng Loan có thật sự là con ruột của ông Hoàng Cải Lương hay không. Điều này khiến cho Hồng Phượng vướng nhiều tranh cãi khi nhiều người cho rằng có âm mưu trong chuyện này. Tại buổi gặp truyền thông chiều ngày 16 tháng 6, Hồng Phượng đã chính thức lên tiếng về việc này. Theo đó, nữ ca sĩ phủ nhận hoàn toàn việc có âm mưu để hưởng tài sản của cậu ruột. Tôi biết dù cho Loan là con ruột hay con nuôi, thì cô ấy có giấy tờ hợp pháp vẫn sẽ như con ruột. Lời đó của tôi không thể nào thay đổi được luật pháp nếu mọi người nghe kỹ trong đám tang tôi nói rằng mọi người có thể gọi bình tinh vũ luân là con nuôi tuy nhiên hồng loan thì hãy gọi là con gái tôi và hồng loan sống với nhau mấy chục năm nên không bao giờ có sự phân biệt nuôi hay ruột tôi sợ câu hỏi sẽ làm tổn thương loan nên đã trả lời như vậy lúc đó cũng có loan ngồi cạnh bên nên câu trả lời đó không thể nào là cố ý hoàn toàn không thể có thuyết âm mưu nào ở đây Trước đó, tại đám tang nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hôm ngày 7 tháng 3, Hồng Loan xác nhận thông tin được nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đem về nuôi khi mới lọt lòng nên được coi như con gái ruột. Cô ấy lấy họ võ theo họ của Vũ Linh. Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan và trên giấy khai sinh vẫn được coi là con gái duy nhất của ông Hoàng Cải Lương. Hồng Phượng, cháu ruột của nam nghệ sĩ cũng xác nhận thông tin này. Cô chia sẻ, cậu Linh ẩm Loan về nuôi khi chỉ có mấy ngày tuổi. Tôi và Loan cùng sinh năm 1987, từ đó cho tới nay, Loan luôn được coi là con gái duy nhất của cậu Vũ Linh. Điều đặc biệt, Loan rất giống dì hai, chị gái của Vũ Linh. Khi cậu mang Loan về, mọi người cũng thấy giống và cứ nghĩ là con ruột của cậu. Gia đình luôn coi Loan là anh chị em ruột thịt trong nhà, không có sự phân biệt. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Gia đình muốn lên tiếng để cậu không bị mang tiếng có còn rơi.